chào cả nhà. Mình xin chào cô chú, anh chị và tất cả các bạn. Thì hôm nay có em gái, con của cô Bảy đi làm, Tết tới giờ mới có về quê. Thì bữa nay em nói thôi về quê lên nhà của mình để ra mương bắt con cá gì, vô nấu cái lẩu mắm. Lâu rồi em đi làm cũng chưa có thưởng thức lại cái lẩu mắm. Giờ bữa nay mình đi cha bắt chứ con cá gì bự ra. Rồi mình đi em gái ơi. Đi thu cá rồi. Con cũng xin chào quý ông bà cô chú luôn. Hôm nay có em gái đi làm ở thành phố về nên em cũng lên đi chơi. Giờ mưa mình bắt con cá để mình nấu lẩu mắm đãi gia đình em. Chứ lâu rồi em cũng đi làm trở nên thì chưa có ăn bữa cơm gia đình nữa chứ. Giờ mình sum họp gia đình mình ăn lại bữa cơm cho nó vui. Cô Bảy rắn, cô Sáu rồi. Ôi trái mít này thối ổn vậy. Rồi thối à. Mít mà nó xì nước luôn đó nha. Vừa tới đợt mưa này nó ưa bị thối trái. Mưa này mít nó hay bị thối. Ổn ghê. Mít cái này có giá lắm. Cô Bảy hả? Cô Bảy hái hôm qua được mấy trái? Cái trái đó nó bị ấy rồi, bị đùng ruột. Qua căng trô ba mấy ngàn á năm. Ừ. Vậy là mít lên đó ha. Qua em tăng mấy trái được chịu mấy đó. Cô 32 ngàn. Hết này có 1 trái 1.400 ngàn. Vậy đó hả? Hai trái kia chuột cắn rất hung đa. Để anh Minh anh ha. Văn lứ kiếm con cá cha hay gì là con cá dầu đếm rồi mình nấu cái lẩu mắm cắn hết hai trái trơn. Công kỹ dưỡng trái mít mấy tháng trời thôi có sao. Mà ngộ lắm. Ông tí này ông hay lắm, ông không ăn thôi, ông ăn lựa trái tốt trái đẹp trái bự không à. Chứ sao nó gần chín mới ăn thôi. Chị chứ sống thì sao ăn được đó. Chứ cũng như là cho mình nuôi trái mít nó đủ tiền rồi mấy ông mới chịu ăn. Xin chào cả nhà cô Bảy ơi. Không phải cái nhà. Bao của mình luôn. Bao cô Bảy. Bắt cá đây được 5 gai tay anh năm. Cô Bảy này là mẹ của bé Như. Bây giờ con với cha ra tay là chút nữa cô Bảy phải ra tay cái phần sau nha. Ok. Cái này lớn này bắt cái gì mà bự thế? Bắt cái bự thôi mà cô ơi. Bắt cái nhỏ ăn không ngon. Kéo nó hay gì? Không kéo, chạy ra đuổi rồi. Không, mình văng qua cô Sáu. Rồi cái mình đuổi lại. Hôm nay ta đi, ta này ba chỉ là bắt con cá tay tượng, có tay tượng không? Bây giờ có con cá nào mình bắt cái đấy đi. Tay tượng nó lỗ mắm được không ta? Không, ta bận chiên xù. Tay tượng chỉ có chiên xù, lỗ mắm tượng nó không ngon đâu. Chiên xù ăn ngon thôi à, chứ không có làm gì nó ngon như muối. Có dướng đi, cái mít này. Nhiều được rồi đó cô Quẩy à. Nước ngoài sông vô. Nhiều. Dướng cho mít nha. Dướng rồi dướng. Rồi cũng. Ủa sao mày nó thân vẫn dữ vậy? Nhiều vậy là được. Nhiều được rồi đó. Càng nhiều. Ngồi cái đằng kia mình đuổi cá lại. Nó dính là một hồi nhìn gỡ không nổi luôn. Hôm nay máu anh cho mít không? Ủa? Để sát xuống luôn. Vậy đó. Thì nó dùng. Cái này mình đưa nhà đó hả không? Này hả? Mua á. Để mình nó ra anh đuổi cá. Anh ơi, đuổi cá dục mít cũng như dục lưu đạn vậy á. Ôi. Mấy cái trái mít này là trái mít sơ đen á bà cô chú. Nên lái không có cần, nên dùng mình để chưa? Xuống. Để xuống cho cá nó ăn. Thường mấy con cá cha nó ăn tạp nhiều lắm. Đồ rau, rau muống, đồ hay mít, đồ nó ăn dữ lắm. Giờ để anh Minh đuổi cá rồi nè.
mau lắm, cái này đuổi mau. Đã có cá ăn rồi, cả nhà. Đã có cá. Kê dính rồi kìa. Cái gì? Cái tự nhỏ à. Đó, gì? Thôi con cá đó. Dính rồi, dính rồi, dính rồi. Ủa, ồ, nó gịch lưới dính kìa nhau. Vậy chứ dính tự con sao? Không có thả tay tượng con đâu. Có cá tay tượng. Ủa sao bữa nay dính tay tượng nè. Sao mới nhắc đó. Con ở đây sao nhiều dữ vậy? Kìa, có anh cái nàng nó bự. Đó, 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 đó. Ồ, có con bự hơn nữa. Dữ mà. Nó đẻ nhóc hết trơn các bạn ơi. Anh Nam không có thả tay tượng hả? Có, thả sao bữa nay có tay tượng con đẻ nữa. Đó, chị ba nó bự quá kìa chị ba. Ừ, bự. Còn tôi... còn ta con nào ngon bắt con đó. Tôi với tôi thả 400-500 con, bà lớn rồi đó. Tay tượng hay gì à, cô ba? Tay tượng. Cá cha cái gì cũng có mà. Ê, nữa kiếm sao không kiếm tay lớn gì nè, để em đi câu chằn ai. Câu cái xỉu luôn. Con đó con gì? Cái lớn này bữa hổng con gáp lẫn tay. Trời ơi, mình là mình. Con đó con gì ạ? À? Vừa đếm mà con gì? Cá cha. Cá cha chơi. Con có con nào vừa đếm không? Thấy bữa nay ôi ôi đủ màu rồi, cá nó ngon, biết ngon. Dưới nó trắng rồi đó. Nước sông vô. Có nước bạc vô nó trắng con cá lại. Ta bắt vậy mà má khổ cần cái gì thế. Quá đã luôn rồi ba. Giờ hết cá bự này. Quá đã luôn rồi. Lần đầu tiên đồng nó mới được kìa. Đồng mắt nó lại. Đồng mắt nó cái đường. Như nó lần đầu tiên bắt cá kìa. Lần đầu tiên thấy bắt cá trực tiếp. À thấy không? Bắt nhẹ nhàng. Ủa cần gì trơn. Cá này 5 kg 25. Tới đâu? Ừ, tới chừng. Thấy con quay gửi cho bạn con. Đấu giá đi. Đấu giá. Sao thấy nhỏ không ạ? Chị Như ơi, đi ra Như ơi. Đẻ quá. Đẻ quá. Cá này đâu có thả đâu. Đâu có thả con nào. Mà nó mau lớn người ta hồi hỏi mình đâu có thấy đâu. Chăng mấy đợt. Bữa nó bắt 7 con bự hơn thiện chút. Mà lớn như dưới cho con Tâm hết mấy con nữa. Bả thèm. Tâm con cô ba hả? Để cây nhiều trái dữ hơn năm. Có bao nhiêu mình để bấy nhiêu cô Bảy ơi. Mất người ta đeo mệt lắm. Đại đi bây giờ có giá mình để đi rồi tiền nào kẻ mình cho thân nghỉ ngơi. Dạ. Con nó bự đó. Con này đâu bự đâu cô Bảy. Coi có còn con nào nữa không anh? Còn con nữa nè. Còn con nào bự bự anh bắt con bự luôn. Còn 2 kg mấy bữa hộp. Thả là chơi nuôi để đó đi. Kìa kìa dính đâu lần đó. Con này là cỡ nhiêu ký? Cái con đó nó khó là. Con này là cỡ nhiêu ký? Con nó 4 kg. Cỡ 4 kg. Rồi mình ăn con này luôn á hả? Ừ. Đã không ăn con nhỏ mà. Ồ, nó bự này. Đây nuôi mà. Cái này nước ra vô hả Nam? Ra vô. Rút cái này nước nó xì mọi vô nó rút cái mọi luôn đó con. Đó. Rút ngày nào cũng rút trực tiếp. Ăn mít không? Ăn mít không à? Đi cực hơn dưới rồi. Mít sữa đen mình đó. Ở dưới bít mấy chục ngàn đó con mà bỏ xuống cho ăn đó con. Ở dưới mình vậy chứ sang nước ngoài rồi đó Nam. Đừng bé con, đừng bé ảnh. Mít trên nước ngoài mắc lắm à. Ủa nó bự. Để giao cho Như mặn đi. Được nhờ cái mặn cá nó được không? Ăn. Kìa nó kiều kiều chứ nó không dám bắn là bắt đi. Cảm ơn. Cá vậy cho nó bay mất tiêu rồi. Chắc cá mặn con quá. Giờ vô trọng cái người mặn cá, người làm ấy cái là xong. Mau. Đem nó về làm kho ăn với nó bên kia. Con dứng rồi đem nó về. Con dứng cái trên. Cái này nó đẻ nè. Còn một con nhận có 5 kg. Ở đây hả? Để nó đi. Để nó đi. Ăn cái gì? Ăn con nó bắt đi anh ơi. Bắt con đó đi cho. Ga 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 nha. Ga nha. Con này ga. Con gà này đó bén lắm nha. Ồ con cá cha nó bự kìa. 2 con luôn kìa. Nó. Đã tới sáng luôn. Biết được bởi vì bổ lưới xuống là nó bọc rồi cần gì nữa.
Một con dính còn dưới lên nữa hả gì anh? Đâu dở nè con dưới nữa vậy? Một màng hả? Nhưng mà mình bắt có tùng. Nhưng mà nó tới 6 mét mình giật lại còn có 4 mét. Căng quá. Nhưng không có lên không? Không. Mấy con này nó lâu năm lắm rồi à, cô Sáu ơi. Cũng không thua gì đâu à. Cũng cỡ đó. Thấy vậy đó, con này cả ký lô á. Giờ bắt một con cá bự vô mình nấu lẩu mắm. Giờ vô cha, vô cô 7 cô 6 ơi. Dạ thôi. Con này chắc coi hình mình làm chắc không hết. Không hết cũng phải làm cho hết. Không hết thì để vô. Đi vô đi cha. Ngồi mình thái mớ nào thôi, còn mớ chiên chứ mấy nó nhỏ nó ăn. Để mình con cá cô 7 với cô 6 đó bao nhiêu ký? 4 ký à. Bà này bà đó tào lao. Rồi tôi 3 ký 8 đó. Trước sau như một. Cái giữ dám chút cái nào. 3 ký lần 6. Ai đụng cái đuôi sụp qua. Rảnh lên cho gán được 3 ký 8 coi. Đủ 3 ký 7. Cái 7 đó không? Vô xe. Thì cá thì anh Minh anh đang làm ở dưới sông. Thì vô ở đây con có chữ cũng bị. Này là mắm thì mình ăn chung với. Chào cả nhà. Chào cả nhà. Bắp chuối. Bắp chuối với khổ qua với đậu bắp. Rồi còn thịt ba loại mình để vô cho nó ngon. Chúc đợi cha lên hái điện điển nha nha. Dạ. Ủa đó cô 7 ăn thấy mắm ở đây ngon không? Ngon. Ăn đợi cơ nên đi đâu mà hai về nhiều ghé. Ngon quá ghê. Này cô con ai nè mới hái nè. Ê bọc nó đó. Về nước con cũng bắt lên rồi để cô Sáu để mắm vô. Mẹ vụ. Ôi trời ơi sao bỏ ngoài vậy? Bỏ dài khăn. Bữa nay mình nấu cái lẩu mắm thì gồm có thịt ba gọi với đậu gồng, bắp chuối. Bông điên điển cha hái ở dưới nhà dưới xịt lên. Mình thêm có thêm ngó sen nữa. Đây được có chỗ này cái gì đi. Cà tím. Bữa sáng dở nó lên mấy cá bự luôn chứ. Ờ bạc sẵn. Hai bữa nay bắt đầu vô mùa mít nè. Thì do mùa mưa mít nó cũng bị sơ đen hơi nhiều cho nên là mấy bữa nay cứ dục mít sơ đen xuống rồi nó cứ ăn hoài tới. Cá thì nó cũng lớn nhưng mà cái thịt chưa được trắng hung. Ăn mít như mít nó cái muối nó vàng cái thịt cá cũng vàng theo. Ăn cái thơm mít rồi. Để coi. Hôm trước thì cô 7 nấu cái nồi lẩu mắm hình như cá hô hả cô 7? Cái gì? Cá hô. Biết lâu quá không biết cá gì. Bữa nay để cô 6 nấu cái nồi lẩu mắm cá tra.
À, cô Sáu với cô Bảy là em ruột của bà già của mình. Nóng lắm hả cô Sáu? Ở nấu đám gì cô Sáu? Đám cưới, đám gì cũng nấu. Có nấu đám ma không cô Sáu? À, nói vui thôi, cả nhà thông cảm. Cá lóc cỡ này nuôi ba lớn rồi cô Sáu? Tháng chắc cổ tay mình quá. Thơm rồi. Nuôi bao lâu mới được con bán sao? 5 tháng. 5 tháng rưỡi, 5 tháng tùy theo mình cho ăn. Rồi để nha, như chắc nước mắm quá. Đi máy bay về đi. Mày đi xuống mày lái cái xe 45 chậu đó. Hết luôn đi em. Chừa cái cặn thôi. Trên xe mà chiếc xe 45 chậu. Nó nói không đó nha. Tao nói câu trước phải nghe câu sau. Mình cũng phải ấy hết chứ không lẽ giờ bỏ phần nước đó cô Sáu phải. Có chị. Rồi. Trời ơi, bỏ uống đi. Đại đi, chứ dưới đó sợ xương nó qua cô sao. Ở dưới Trời đó, nó em học rồi. Sao ở đây mình tắm cũng nước nước máy mà sao không có trắng hả cô Sáu? Mà đi làm cái là tắm nước máy là trắng à? Hay là tại trong mát mà? Ở trong mát không, cái loại nước đó là nó tẩy nhiều. Dạ. Chứ con thấy vợ con cũng ở đây cũng tắm nước máy không mà cũng đen hồi lùi à. Đâu phải anh vợ con đen đâu. Cả nhà đều đen. Mấy dĩa? Dạ. Chắc là mấy dĩa? Chắc 2 dĩa. Quá ngon luôn rồi, quá ngon luôn rồi, cả cần phải nấu hành với đây. Nên nó vậy. Đây cá vô nghe. Gì không biết chứ thấy cái thịt ba gọi này thấy ngon lắm các. Nó cái mỡ nó nhìn nó ngon. Rồi, một chảo luôn. Ngon quá cả nhà ơi, dạ lớp để xương. Còn nồi để nè. Ơi cái đó là nữa mình ăn mình nhúng cái vậy? Dạ cái đó ăn nhúng nhúng có sao. Nhúng nhiều lắm rồi. Ôi cái miệng sao mà nhìn cái gì cái miệng nó ghê. Mình hái rau cua. Hái nội cho chân vô cái ấy mà gần mà hái được. Con chào ông bà cô chú, chứ không có chào cả nhà. Không nhìn ngay mà. Rau cua cũng giống mắm ngon. Nay thợ nấu đám giỗ lên nấu món ăn cho gốc làng quê. Mốt là thợ nấu đó, nấu đám giỗ đó.
Anh như đó, nắm dỗ bà cầu không cầu à? Dạ không cầu, mỗi con nhớ tháng nước. Nấu tương mà rồi. Ít quá cô Sáu, thêm miếng nữa cô Sáu ơi. Nó ít quá. Bây giờ Sáu nó cặn con hút. Hết chưa? Cả nhà ơi, bữa nay có cô Sáu, cô Bảy với cháu Như, rồi với cháu con chú Út nữa ra đốc làng quê chơi, thì bữa nay mình không có làm gì, chỉ có làm một cái lẩu mắm cả nhà đó. Rồi sớm thì cũng ra vườn bắt được con cá cha, chị là mời mấy cô với mấy cháu dùng, rồi mời cả nhà dùng luôn nha. Mời cả nhà dùng lẩu mắm với mình nha. Ba mấy nhớ nhà. Hai đứa, hai đứa, hai đứa thịt chín bánh kìa. Thịt chín không, mà cả nhà dùng lẩu mắm luôn nha. Đi ngồi cả nhà. Thử nhí cái con. Dạ, yeah, cũng còn mấy lon bia hôm trước mình còn dư để tủ lạnh á, ra làm vài lon với mấy cô luôn. Chứ mình không có uống nhiều, tại chút xíu nó còn đường chạy xe về nữa. Vậy bữa nay làm vài lon đem ca nó có hơi phải không? Uống cô đi nhã nha. À, cô Sáu với cô Bảy. Nhà lâu quá rồi không có uống với Nam. Hôm nay uống với Nam ca vậy ba. Như ăn tự nhiên đi em, mạnh mạnh đi. Thì em ra đây bắt cá làm phải là ăn mạnh mạnh lên mới được. Cơm đây. Cơm đây. Có hay gì? À, cơm đi. Để rau vậy? Rau vô. Bông điển rồi đó. Dặn 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 lên. Rồi, mời mấy cô ơi. Vô nè. Bên sông bên nhà của chú Út đang hát karaoke. Mời cả nhà vừa ăn lẩu mắm vừa nghe hát karaoke. Vậy là con ở chảnh con mua kim phần ăn hay là ra tiệm? Dạ con cũng có nấu cơm mà con không ăn đi nấu đồ ăn. Cũng như là mình mua đồ ăn rồi về ăn ha. Dạ. Đi bắt bó xanh về mua đồ nấu cơm. Như em đi năm nay nó bao nhiêu năm hả? Dạ em làm được 7 năm mà anh. 7 năm, mới đây 7 năm cũng mau quá. Mau quá, mau đấy. 7 năm mà bằng tuổi Tân Lam rồi. 7 năm đi làm, con chỉnh từ lúc đi học. Chắc lên đó chắc cũng 10 năm rồi anh mình. Giờ em làm thành phố là Bình Dương. Làm tính. Năm 2013 á. Cái giá bự nó không gớt á. Này mình ăn mạnh mạnh vô lắm.
mới hết, mới kêu là ổ mắm này 7 sáng. Con cá bự. Con cá bự. Đó, bà cũng lấy hả? 3,7 kg. Cô 7 độ là 3,8 kg mấy không? Nát đít đi. Hay quá nha. Sao cái nào gặp bé bên đó đặt làm cái chính đó. Ăn xương đi, ăn xương trước, xương là chính đó. Năm nay thả dĩ ra quá nè. Cá muốn nè. Cho tôi về cầm đến đây nè. Mời cả nhà dùng lỗ mắm. Cái này chổng làm gì cô Sáu? Hái điên điển hả? Điên điển nhiêu ký? Đứa đi kéo cá 25.000 căng. Ồ, vậy là ngon quá, còn gì nữa? 25.000 là có giá hả cha? Đúng, giá. Mỗi lần mình cũng căng đợt 35.000 nữa. Nhưng mà nằm giá 25.000 là ngon. Lúc trước ít người chồng, còn bây giờ rất là nhiều người chồng mà 25.000 là có giá. Người mà ở trên chú bà chở xuống là căng có 20. Tại người ta chở quá chưa. Còn của mình để sớm, mình căng sớm có giá. Mấy một ngày giờ... cô bẻ được nhiêu buổi sáng á? 10 ký hả? 10 ký lụm 250 thôi. Hả ra hả? 3 giờ rử đê thức ra tới đầu 4 giờ bẻ tới 6 giờ. Sao nấu mà lâu, nấu lộn mắm ngon quá vậy sao? Khó sợ mà con. Để một cái là ngay bóp luôn, khỏi thêm đi. À, nhắm chừng cái là vừa ăn luôn phải không cô Sáu? Thôi lâu quá mà cô Sáu với cô Bảy à. Nắng chiều dội vô cái chạy của mình. 1, 2, 3 vô. Cái chiều thì mặt trời lặn về cái hướng này, giấc sáng thì mọc cái hướng bên tay phải. Xong sáng thì nắng cũng gọi vô trong cái trại mình nè. Cá bự nó phải dài. Cái da nó dày. Hồi sớm có trứng luôn cha. Có một cặp trứng luôn mà đều có trứng nó bằng ngón giò tay cái. Có tài tượng bị lớn vậy nè. Trứng nó bị đẻ quá. Nó đẻ. Đẻ. Thì trứng sau mình tát mình bắt vài cặp bự bự thả bên mương con. Cho đẻ quên đó. Sao gầu là đầy con quá. Con cá nó đầy hầm cái hai cái mương mình cạn đó. Tính là cũng phải vét lại con. Vậy nó cứ yên tâm lên nó quay. Yên tâm nó ghiền cái con cá này tượng dữ dằn. Có còn mới bắt gỡ cho nó 2-3 con. Có vợ? Có mà nó về. Chị phải lên xe nè. Đây nè. Đây tượng của cô Sáu bự không cô Sáu? Bự vậy đó. Ồ, của con bự dữ lắm. Bự nữa. Bự hơn bề ngang như bằng cái miếng dán này á. Bự sao mới thả. Dạ. Mới mua 500 con thả đó. Con cá tụi nó có chả bằng kia mà để cùng đó đầu đó. Đây tượng mình chiên xù có bánh tráng. Chỉ có món đó. Bự gì? Bự lắm. 3 ký cũng có, 4 ký mỗi lần tôi. Lâu lắm rồi. Lâu dữ lắm rồi. Tính ra là đâu 3 năm hay gì á. Trước con lên cái clip này nữa. Lâu quá rồi, Tết này nè, Nam. Nó dài như đập vậy đó. Vậy mình để bự bự vô tưởng nhỏ nhỏ vậy. Con nhớ là cá tai tượng đó hợp lúc mà con còn ở chung chứ vậy. Trời ơi, nói vậy chứ cô ở đây là kể như không có bán gì để ra khách không đó. Không nói gì trơn, nhiều khi mình đi quay clip không được chứ cô phải biết. Còn săn bắt mình phải vô mương mình. Ừ. Biết con bự là biết bao nhiêu năm chưa? Mới thả con nhỏ đây là 4-5 năm rồi đó. Mới thả nhỏ là trước không cứ con Thành nữa đó. Mà giờ nó 2 đứa con rồi. Rồi thả con nhỏ đó. Còn con bự là cấp đó là bán rồi mới thả con nhỏ rồi. Đúng rồi. Mới nãy Tết rồi nè, Tết này nó rồi đó. Cô vẫn chưa có bự đâu. Mà có con bằng ba lớn rồi đó. Tại vì ăn cá lóc có dư mời cái dục chú. Còn này cá tôi đang mít không à. Ví dụ lúc trước là mít còn không có ăn. Cá đó chắc độ chừng nó không ăn con cá con không? Không ơi, cái tai tượng đó. Ừ. Nó ăn gạo cải ăn này kia. Mà con cắm câu rồi nó ăn nhái rồi mà. Ở để trên đó. Để trên nó nhúng xuống ăn. Chắc con nghĩ nó cũng ăn cá con á, nó táo. Chứ mỗi lần mà mình chậm lít là muốn tàu đó, thảy xuống bao nhiêu là nó ăn hết trơn bao nhiêu, nó lá không à.
2, 3, vô. Vô, vô, vô. Uống không? Đặt kia uống nghe năm. Kìa uống không kìa chưa? Ghê chưa? Nãy giờ mình làm mình no mà rồi, uống vô nửa ly thôi chứ 1 ly uống không nổi cô. Cô phải nhâm nhâm. Vậy kẹo năm vậy thôi chứ hai mẹ con mình có ăn lon chưa hết. Năm anh lon anh hết rồi. Bây giờ cũng chưa tối rồi. Mình xin phép cô chú anh chị và tất cả các bạn cho mình kết thúc video đây, mình hẹn lại video ngày hôm sau. Bữa nay cá nấu lẩu mắm cô Sáu nấu, không biết mờ mốt rồi nấu tới cô mấy nấu cô ba quá. Mới mốt cô ba nấu, cô ba cô bảy nấu rồi bữa đó cha. Bảy nấu rồi, vậy tới cô ba đi. Tới cô ba, tới cô ba. Cô ba là thứ ba, còn mà cô dạ. Bảy là thứ bảy, rồi bảy là dở nhất đó. Cô bảy là ở cô ba là nấu bún riêu, bún riêu, bún cua rồi đó. Bún cua hả? À, vậy mình chào cả nhà luôn nha. Chào cả nhà. Nhà.